cái mập đó đi đi rồi, cái này là của Út Ngò nè. Út Ngò là sao, là của cậu này hai cái rồi, của con có gì lượm ba cái nữa. Cái này là của Út Ngò nè bé ơi. Hết thằng cây rồi bé ơi. Có gì vậy? Đang làm. Nói cháu trắng đưa tiền anh rồi phải không? Chưa. Chưa phải không? Giờ cháu trắng nó quên đó. Quên gì? Bả kêu á, sợ quên bả. Sợ quên cháu trắng á. Thank you.
cái vô bịch mà đâu có bán ấy đâu. Có rồi nè. Xanh đâu rồi? Nó bưng cho ai rồi? Đây có ai đây? Bà cố á. Là chị đâu đây? Dưới đào là có ai à? Dưới đào của nè, bà làm cho cháu trắng á, bà tưởng là bà cháu trắng ăn gì á. Bán bánh xèo là ngày thứ bảy. Số nhà 503 của bác Cầu Muối. Bán mấy ngày kia là mỗi ngày mỗi món. Những cái thứ bảy là bánh xèo thôi. Bữa nay là ngày thứ bảy đó, bánh xèo. Ở địa chỉ 503 của bác Cầu Muối. Thứ bảy là bán bánh xèo thôi. Mấy cái kia là đổi món. Một phần bao nhiêu con? Phần 35 nè. Ở đây là thuộc về quận 1.